Đau thắt ngực và choáng váng đầu là dấu hiệu của bệnh hẹp mạch vành. Hẹp mạch vành là căn bệnh số 1 gây ra tử vong trong các bệnh về tim. Biến chứng nguy hiểm của bệnh mạch vành là bệnh hở van tim, rối loạn nhịp tim, suy tim và nhồi máu cơ tim. Bệnh này chiếm khoảng 80% ca tử vong trong số những trường hợp thiệt mạng vì bệnh tim mạch. Cùng Bilobo loại bỏ sơ vữa mạch vành, hồi phục trái tim. Bilobo là bộ ba dược thảo điều trị hẹp mạch vành tốt nhất đến từ Mỹ. Essence Cholesterol bao gồm các thành phần chiết xuất vỏ cam, dầu cọ, hoa bụt sấm và vitamin B3. Houghton bao gồm các thành phần hoạt chất đậu tương, hoạt chất Houghton, tinh bột đậu tương và táo gai. L-arginine bao gồm thành phần hoạt chất L-arginine. Bộ ba Bilobo điều trị mạch vành hiệu quả, loại bỏ mảng sơ vữa mạch vành, tăng độ đàn hồi của thành mạch và tăng cường lưu thông máu đến tim. Cùng Bilobo loại bỏ sơ vữa mạch vành, khôi phục trái tim khỏe mạnh. Cùng Bilobo loại bỏ sơ vữa mạch vành, khôi phục trái tim khỏe mạnh.